Bây giờ các em theo dõi đến bài số 5. Đầu tiên là phần hình vẽ trước. Đề bài cho chúng ta nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2R. Thì bước đầu tiên em sẽ vẽ nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ cả đường tròn cũng không sao cả nhé. Trên nửa đường tròn lấy điểm M sao cho MA nhỏ hơn MB. Ở đây thầy lấy điểm M này, đoạn MA nhỏ hơn đoạn MB. Tiếp tuyến với nửa đường tròn tâm O tại M. Vậy thì em sẽ vẽ cái đường tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại M, tiếp tuyến vuông góc bán kính này. Vuông góc với OM đây, cái đường này là tiếp tuyến này. Tiếp tuyến này nó cắt các tiếp tuyến AX, BI lần lượt ở D và C. Vậy thì bây giờ để có được điểm D và điểm C thì em phải vẽ tiếp tuyến AX, tức là tiếp tuyến tại A này, đây. Đây là tuyến AX. Tiếp tuyến AX vuông góc với bán kính AO. Tiếp tuyến BI vuông góc với bán kính OB. Và tiếp tuyến tại M này cắt tiếp tuyến AX tại điểm D. Đây. Và cắt tiếp tuyến BI tại điểm C. Ở phần A, đề bài yêu cầu là chứng minh tứ giác ADMO nội tiếp. ADMO tứ giác này nội tiếp. Và chứng minh cho AD nhân BC bằng R bình phương. AD này, BC nhân với nhau bằng R bình phương. Đến phần B, đề bài cho là đường thẳng DC cắt AB tại N. Thì bây giờ em phải kéo dài đường thẳng DC ra. Kéo dài đường thẳng AB ra. Hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm. Điểm này là điểm N này. Tia OM cắt AX tại F. Như vậy thì em kéo dài OM ra. Nó cắt cái tia AX này. Cắt tiếp tuyến AX này tại điểm này là điểm F. Tia BM cắt AX tại E. Em kéo dài BM ra. Cắt AX này tại điểm này điểm E. Ở phần B thì đề bài yêu cầu là chứng minh cho tứ giác AMFN là hình thang cân. Đây tứ giác này. AMFN. Đến phần C. Đề bài yêu cầu là xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn để cho đoạn DE với đoạn EF bằng nhau. Tìm vị trí của M sao cho đoạn DE này và đoạn EF này bằng nhau. Như vậy chúng ta đọc toàn bộ đề bài và đọc qua các phần A, B, C để chúng ta giả soát toàn bộ những yếu tố trên hình vẽ này. Ngay bây giờ em đối chiếu với hình vẽ em đã vẽ trước để xem cho em cần bổ sung gì không nhé, có sai gì không nhé, em sẽ sửa cái hình vẽ này vào trong vở. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi làm các phần. Bây giờ đến phần A. Thì cái ý đầu tiên là chứng minh cho tứ giác ADMO là tứ giác nội tiếp. Tứ giác này ADMO em thấy là có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ cho nên tứ giác nội tiếp. Thì phần này là phần rất là cơ bản. Chắc là bạn nào cũng làm được phải không nhỉ? Thầy sẽ bỏ qua phần đấy nhé, bây giờ chúng ta làm ý thứ hai thôi. Các em tự hoàn thiện cái ý này nhé. Bây giờ phần A chúng ta đi chứng minh ý thứ hai thôi. Ý thứ nhất là em tự làm. Chứng minh này. AD nhân với BC bằng R bình phương.
Trước hết là theo như tính chất tiết tuyến cắt nhau thì cái đoạn AD này sẽ chuyển về đoạn DM, còn đoạn BC sẽ chuyển về đoạn MC. Ý đầu tiên em sẽ nói là ta có đoạn AD bằng với đoạn DM, đoạn BC chuyển về đoạn CM, BC này chuyển về CM. Cái này em giải thích là theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau trong đường tròn tâm O. Bây giờ vấn đề là khi mà em chuyển được những cái đoạn này thành đoạn mới thì bây giờ em sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa về cái biểu thức cần chứng minh như sau. Em nhìn đây nhá, đây là đoạn nháp này. AD em bỏ đi em thay bằng DM. BC bỏ đi thay bằng CM. Đấy, chuyển về cái này. Thì bây giờ em nhìn trên hình. Em thấy này. DM nhân với CM thì nó giống như cái mô hình hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì bây giờ em sẽ nối vào D với O vào. Em nối C với O vào. Đó. Nếu bây giờ chúng ta chứng minh được tam giác DOC là tam giác vuông tại O, có OM là đường cao, thì khi đó áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, em sẽ có DM nhân với CM sẽ bằng MO bình phương, mà MO bình phương này chính là R bình phương, là có điều phải chứng minh. Như vậy vấn đề tiếp theo của bài này, của cái phần này là chúng ta phải đi chứng minh cho góc DOC bằng 90 độ để có tam giác vuông. Để chứng minh góc này bằng 90 độ, chúng ta sẽ sử dụng tính chất phân giác của hai góc kề bù. Bắt đầu em lý luận này. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ có là OD là phân giác của góc AOM. Tiếp theo nhé. OD là phân giác của góc AOM. Ở bên này cũng vậy, chúng ta có OC là phân giác của góc BOM. Cả hai cái điều ta có này đều chung một lý do, đó là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm O. Lý do y như trên, bởi vì em biết là khi có hai tiếp tuyến cắt nhau thì chúng ta có những công thức như sau này. Thứ nhất là DM bằng DA, và thứ hai là DO là phân giác của góc ADM và còn là phân giác của góc AOM. Đấy là tính chất tiếp tuyến cắt nhau. Rồi thế mà hai góc này là hai góc kề bù, mà góc AOM và góc BOM là hai góc kề bù. Như vậy là phân giác của hai góc kề bù sẽ vuông góc với nhau. Em suy ra được OD sẽ phải vuông góc OC. Cái này là tính chất phân giác hai góc kề bù. Tính chất phân giác hai góc kề bù. Rồi khi mà có OD vuông góc OC thì em sẽ suy ra tam giác DOC vuông tại O có đường cao là OM. Bây giờ áp dụng hệ thức lượng thì chúng ta sẽ có được DM nhân với CM bằng OM bình phương. Cái này là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đấy. Rồi thay vào đoạn DM này, đây, bằng AD. Đoạn CM này bằng BC. Và OM là bán kính đường tròn thay bằng R. Đấy.
Và đây chính là điều phải chứng minh. Thực ra cái bài toán này thì chúng ta đã gặp từ lâu rồi. Từ cái lúc mà chúng ta học cái bài tiếp tuyến ở trên lớp đấy, chúng ta đã có bài toán này rồi. Và đây bài toán rất là cơ bản đúng không nhỉ? Thì lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta mới gặp lại cái bài này. Để em nhớ phương pháp làm như vậy nhé. Bây giờ em theo dõi đến phần B. Phần B yêu cầu chứng minh cho tứ giác AMFN là hình thang cân. Em nhìn tứ giác này, AMFN là hình thang cân. Phần B này, nó ghi đề bài ở đây nha, chứng minh tứ giác AMFN là hình thang cân. Thì để chứng minh cho tứ giác này hình thang cân, em phải chứng minh cho hai ý. Ý thứ nhất là em phải chứng minh cho tứ giác đó là hình thang, tức là em phải đi chứng minh cho AM song song với NF. Ý thứ hai là muốn cho hình thang là hình thang cân thì chúng ta phải chứng minh một trong hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chứng minh hai góc kề một đáy bằng nhau. Điều kiện thứ hai là chứng minh cho hai đường chéo bằng nhau. Kèm lưu ý là không chứng minh cho hai cạnh bên bằng nhau nhé. Bởi vì hai cạnh bên bằng nhau đó là tính chất của hình thang cân chứ không phải là dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Tức là khi có hình thang cân chúng ta suy ra hai cạnh bên bằng nhau. Nhưng mà hình thang có hai cạnh bên bằng nhau không phải hình thang cân, bởi vì cũng có khi nó là hình bình hành. Kèm lưu ý. Thì ở đây ta lựa chọn là hai đường chéo bằng nhau hay là hai góc kề đáy bằng nhau. Thì em thấy ở đây chúng ta làm bài toán liên quan đến đường tròn thì thường là sử dụng các cái góc ở trong đường tròn. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh hai góc kề đáy bằng nhau. Vậy cụ thể ở đây sẽ chứng minh góc này, góc NFM này. Sẽ chứng minh cho nó bằng với góc FNA. FNA. Để chứng minh hai ý này. Bây giờ lần lượt chứng minh từng ý một. Thì ở đây thầy sẽ phân tích để chứng minh cho hai cái đường này song song với nhau. Thì em có thể làm trong bằng một trong hai cách sau. Ở đây thầy giáo nêu ra cách làm thôi. Còn tí nữa chúng ta trình bày một cách thôi, không cần phải trình bày hai cách. Cách thứ nhất để chứng minh cho AM song song với NF, em sẽ chứng minh như sau. Đầu tiên là với cái mô hình này. Với cái mô hình này nha, đường tròn tâm O có hai tiếp tuyến cắt nhau này, AD và MD cắt nhau này. Thì chúng ta sẽ chứng minh được DO là đường trung trực của đoạn thẳng AM. Cái chỗ này thì ai cũng làm được, phải không nhỉ? Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ có được DO sẽ vuông góc với AM. Đấy. Bây giờ để chứng minh cho AM song song với NF thì chúng ta phải chứng minh cho DO cũng phải vuông góc với NF. Thì muốn chứng minh vuông góc thì em để ý vào cái tam giác này. Tam giác NFO này. Tam giác này có hai đường cao. Đường cao FA và đường cao NM. Hai đường cao này cắt nhau tại D. Cho nên em suy ra D là trực tâm của tam giác. Thì từ đó ta có OD sẽ thuộc vào đường cao thứ ba của tam giác, tức là chúng ta có OD này sẽ vuông góc với NF. Hay như vậy tóm lại là chúng ta có này AM và NF, cả hai cái đoạn này cùng vuông góc với OD, cho nên suy ra nó song song. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là em sẽ chứng minh hai góc soi lề trong bằng nhau để suy ra hai đường song song bằng cái cách như sau này. Đầu tiên là em có DA bằng DM, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Cho nên em có tam giác DAM là tam giác cân tại D. Vậy thì hai góc này bằng nhau. Góc này này, góc tại A bằng góc tại M. Đấy. Ở đây thầy ghi tạm cái số đây nhé, A1 nhé, ở đây ghi M1 nhé, cái ghi tạm số để đọc.
Mà bây giờ em sẽ đi chứng minh cho cái tứ giác AMFN là tứ giác nội tiếp. Tứ giác này nội tiếp bởi vì hai góc này bằng nhau này, này cái góc tại M này. Thầy ký hiệu đấy nha. Nó bằng với góc tại A bên này này. Hai góc này bằng nhau đều bằng 90 độ. Mà hai góc này cùng chắn vào cạnh NF phải không nhỉ? Cho nên tứ giác đó sẽ nội tiếp đường tròn đường kính NF. Khi tứ giác đó nội tiếp thì em sẽ suy ra được góc A1 sẽ bằng với góc N1 này. Đấy, nhỉ? A1 bằng N1. Bởi vì cùng chắn cái cung FM này. Đấy, mà A1 là bằng M1, như vậy theo tính chất bắc cầu em sẽ suy ra được góc N1 bằng góc M1. Mà hai góc này ở vị trí soi le trong. Cho nên em có được AM song song NF. Đấy, như vậy chúng ta tùy ý chứng minh theo ý nào cũng được nhá. Rồi bây giờ chứng minh lên thầy giáo chọn cái cách đầu tiên đi. Cách chúng ta hay làm cái này, đường trung trực cái này. Rồi bây giờ khi trình bày lời giải thì trước hết em sẽ nói này. Ta có DM bằng DA. Cái này là tính chất hai cái tuyến cắt nhau, mà thực ra phần A chúng ta cũng lý luận rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ không cần phải giải thích nữa, giải thích phần A rồi. Vậy em suy ra điểm D thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AM. Ở đây chúng ta có OA bằng OM này, OM bằng OA này. Bởi vì đều bán kính của đường tròn bằng R này. Em suy ra điểm O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AM. Và từ đây suy ra DO là đường trung trực của đoạn thẳng AM. Vậy thì em sẽ có DO sẽ vuông góc với AM. Đấy, này là ý đầu tiên nhá. Bây giờ chuyển qua tam giác FNO để chứng minh trực tâm. Xét tam giác FNO có hai đường cao FA và NM này. Hai đường cao này cắt nhau tại D. Đấy, từ đây em suy ra D là trực tâm của tam giác FNO và em suy ra được OD vuông góc với FN. Như vậy từ hai cái chỗ đóng khung này thì em sẽ suy ra được AM song song FN. Đây là ý số 1 nhé. À chưa, từ từ ý số 1, từ đây suy ra hình hành chứ, hình thang nhé. Từ đây em suy ra tứ giác AMFN là hình thang, đây mới là ý 1, hình thang. Và đây là ý số 1. Bây giờ để chứng minh cho hai cái góc này bằng nhau, hai góc kề một đáy bằng nhau để trở thành hình thang cân thì em sẽ lý luận như sau. Bây giờ em sử dụng cái yếu tố song song này thì vì chúng ta có AM này, song song với FN cho nên em suy ra được hai góc này là hai góc đồng vị này, chọn lấy hai góc bất kỳ nhé, ví dụ ở đây là góc F này, góc NFM. Bằng với góc này. Góc này thì hiệu là M2 nhé. M2. Hai góc đồng vị
Tương tự như vậy, bây giờ em cũng có được góc này FNA này. FNA này. Nó cũng bằng với góc này, góc A2 này. Cũng là hai góc đồng vị. Ghi như thế này. Bây giờ em phải chứng minh cho M2 với A2 bằng nhau thì quá đơn giản, bởi vì là OM bằng OA bằng bán kính tam giác OMA cân tại O, phải không nhỉ? Mà OM bằng OA đều là bán kính của đường tròn này bằng R. Suy ra tam giác OMA cân tại O. Đấy. Từ đây em suy ra góc M2 bằng góc A2. Đấy. Rồi từ đây nối vào nhé. Nối vào em suy ra góc bằng nhau. NFM bằng với FNA. Đấy, đây là ý số 2. Đây là hai góc kề đáy bằng nhau đây. Ý 1 đây là hình thang đây, thấy chưa? Vậy từ 1 và 2 suy ra tứ giác hình thang cân. Từ 1 và 2. Bây giờ em suy ra tứ giác AMFN là hình thang cân. Điều phải chứng minh. Ở phần C thì đề bài yêu cầu chúng ta là hãy tìm vị trí của điểm M, xem M nó nằm ở chỗ nào trên đường tròn để thỏa mãn điều kiện là DE bằng với EF. Bây giờ chúng ta sẽ suy luận ngược từ dữ kiện này nhé, coi như có điều này, rồi chúng ta suy ngược xem điểm M nằm ở đâu. Bây giờ em sẽ theo dõi ở trên hình này. Trước hết là khi mà chúng ta có được DE bằng EF thì nó xảy ra điều gì? Nếu chúng ta có DE này bằng EF hai là bằng nhau thì chứng tỏ là tam giác DMF là tam giác vuông có đường F có đường ME là đường trung tuyến thì ba đoạn này bằng nhau, đúng không nhỉ? Vậy thì em suy ra này. Tam giác DMF vuông tại M. Vuông tại M. Trung tuyến ME. Vậy thì bây giờ em suy ra ba đoạn này bằng nhau. Đoạn này này. ED này. Bằng EM này. Bằng EF này. Và bằng một nửa của cạnh huyền DF. Ở đây em giải thích là tính chất trung tuyến của tam giác vuông. Khi mà xảy ra cái điều này, đấy, M bằng ED thì em thấy ngay là chúng ta có tam giác EDM cân, phải không nhỉ? Tam giác EDM này cân tại E. Vậy thì em sẽ có hai góc này bằng nhau. Tam giác này cân tại E này. Cái góc này là M3 này, được chưa? Cái góc này thầy ghi là D1 nhé. Bây giờ thầy ghi cái góc này là góc E1 đi. Thì bây giờ em lại thấy nó xảy ra một cái việc như này nữa. Này, suy luận tiếp này. Ta có góc E1 cộng với góc A1 bằng 90 độ. E1 này cộng với góc A1 bằng 90 độ. Chưa? Góc M3 này cộng với góc M1 này cũng bằng 90 độ này. Góc M3 cộng với góc M1 bằng 90 độ. Đấy. Mà góc A1 với góc M1 bằng nhau. Ta vừa làm phía trên rồi đúng không nhỉ? Mà góc A1 bằng với góc M1. Cái này em có thể chứng minh là thông qua tam giác cân nhé. Nếu mà phía trên mà chúng ta chưa làm theo cách này thì chứng minh tam giác cân đó là DA bằng DM.
tính chất hai tiêu tuyến cạnh nhau nên suy ra tam giác ADM là cân tại D hai góc này bằng nhau nhé. Nếu mà phía trên chưa làm thì tự làm chỗ này nhé. Vậy từ đây em sẽ có được góc E1 sẽ bằng góc M3. Góc E1 sẽ bằng góc M3. Đấy, khi mà có góc E1 bằng góc M3 thì tam giác EDM sẽ cân tại D. Tam giác EDM sẽ cân tại D. Bây giờ xảy ra điều gì? Cái chỗ này là tam giác cân tại E, chỗ này là tam giác cân tại D, cùng một tam giác mà cân tại hai đỉnh thì chứng tỏ tam giác hay là tam giác đều. Suy ra tam giác EDM là tam giác đều. Khi tam giác này là tam giác đều thì em đã suy ra được như sau. Thì cái góc M3 này này đương nhiên là bằng 60 độ. Nếu góc đấy bằng 60 độ thì cái góc ta xem nào, bây giờ chọn góc nào cho nó dễ. Rồi góc nào cũng được nha. Bây giờ suy ra góc M1 này bằng 30 độ. Bởi vì hai góc này cộng nhau bằng 90, bằng như thế này 60, thằng này phải bằng 30. Lại suy ra tiếp góc M2 bằng 60 độ. Khi góc M2 bằng 60 độ mà tam giác OMA là tam giác cân tại O, có góc một góc bằng 60 độ phải không nhỉ? Bây giờ suy ra tam giác đều. Vậy từ đây em suy ra tam giác OMA là tam giác đều. Cuối cùng chúng ta đi đến cái suy luận này. Khi tam giác này tam giác đều nó liên quan đến điểm M đấy rồi. Đề bài yêu cầu xác định vị trí điểm M ở trên nửa đường tròn tâm O này. Vậy thì bây giờ ta kết luận này. Vậy khi điểm M thuộc vào đường tròn tâm O sao cho góc AMO bằng 60 độ hoặc là sao cho tam giác AMO tam giác đều cũng được thì chúng ta sẽ có DE bằng EF để kết luận nhé. Vậy khi điểm M thuộc đường tròn tâm O sao cho thỏa mãn tam giác AMO là tam giác đều thì lúc này chúng ta sẽ có được đoạn DE sẽ bằng với đoạn EF.